Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cơm món ngon dễ làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu nấm gươm thịt bò nấu chua cay. Một món lẩu rất là ngon và rất là dễ làm. Thịt bò thì rất là ngọt, trong thịt bò nó có mỡ mỡ, ăn rất là béo luôn và rất là bổ dưỡng. Còn nấm gươm có vị ngọt, giòn, rất là đặc trưng. Rồi vị chua của me, vị cay của ớt, cay của sa tế, cộng thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác nữa, kết hợp lại với nhau tạo nên món lẩu nấm gươm thịt bò nấu chua cay rất là thơm ngon tuyệt vời, và món lẩu này rất là được ưa chuộng luôn. Các nguyên liệu và gia vị của mình thì gồm có 800g thịt bò, 1 kg nấm gươm. Thịt bò thì mình lựa cái phần nạm nha quý vị, tại vì trong nạm nó có mỡ mỡ, mình nấu lẩu nó sẽ rất là ngon, ăn rất là béo luôn. Còn nấm rơm thì mình sử dụng 1 kg nấm rơm. Nấm rơm này tròn tròn, nấu lẩu nó sẽ rất là ngon. Nguyên liệu và gia vị khác thì gồm có me, ớt, tỏi. Các nguyên liệu rau thì gồm có rau muống, rau cải xanh, ngò rí, 2 cây sả. Gia vị thì có muối, bột ngọt, bột nêm, đường, dầu ăn, nước mắm và sa tế, với một trái dừa tươi lấy nước nữa nha quý vị. Các nguyên liệu để nấu món lẩu nấm rơm thịt bò nấu chua cay cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nha quý vị. Sả, hôm nay mình sử dụng 3 cây sả. Sả thì mình sẽ sắt phanh nhỏ nhỏ ra luôn, để nữa mình phi, mình sắt dày dày cũng được nha quý vị, không cần phải mỏng quá, để nữa mình phi rồi mình nấu chung với trong lẩu luôn. Có sả sẽ góp phần làm cho cái món lẩu nấu chua cay của mình sẽ rất là ngon. Lẩu thịt bò nấm rơm, các tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn nha quý vị, để nữa mình phi trước khi mình nấu lẩu. Một phần thì mình sẽ phi rồi mình xào sơ qua các nấm rơm, rồi một phần mình sẽ phi rồi mình nấu lẩu luôn. Ớt thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra. Hôm nay mình nấu cũng rất là chua và rất là cay, rồi hơi ngọt ngọt nữa nha quý vị. Các thịt bò phần nạm á quý vị thì mình sẽ sắt nhỏ nhỏ ra, rồi sau đó mình sắt sao cho vừa ăn. Mình sắt cũng khoảng 1-2 phân cũng vừa nha quý vị. Mình nấu lẩu không nên sắt mỏng quá, nó sẽ không có ngon, cho nên nhà mình cũng sắt hơi dày dày. Thường nấu lẩu thì mình nên mua nạm bò, nó sẽ rất là ngon nha quý vị, nạm mỡ nha quý vị, tại vì trong thịt bò nó có cái phần mỡ mỡ, ăn nó sẽ rất là béo, ngon lắm luôn. Và sau một hồi mình đã sắt xong rồi nè quý vị, nguyên dĩa thịt bò luôn. Rồi mình sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê muối bột vào, khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt vào trong dĩa thịt bò, khoảng nửa muỗng cà phê bột nêm và khoảng hơn một muỗng cà phê đường cát. Ớt hồi nãy mình đã sắt nhỏ ra đó quý vị, mình cho một ít vào luôn, và nước mắm thì mình cho cũng khoảng một muỗng canh nước mắm. Một muỗng đến 2 muỗng canh cũng được nha quý vị, tùy theo khẩu vị nhà mình. Và sa tế thì mình cho khoảng hơn 1 muỗng canh sa tế vào. Hôm nay mình nấu rất là cay cho nên ớt mình cho vào cũng nhiều và sa tế cũng nhiều nha quý vị. Mình nấu lẩu chua cay thì nó sẽ rất là chua, rất là cay, rồi hơi ngọt ngọt một tí, nó sẽ rất là ngon. Sau khi mà đã cho các gia vị vào trong dĩa thịt bò rồi thì mình sẽ đảo đều lên, rồi sau đó mình để khoảng 20 đến 30 phút nha quý vị, cho các gia vị nó thấm thật là sâu vào trong dĩa thịt bò,
Rồi sau đó mình sẽ nấu lẩu. Và bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lớn lên, mình cho dầu ăn vào. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi vào để mình phi. Mình cho phần nửa thôi nha quý vị, còn phần nửa để hồi mình phi sau. Và trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên để cho tỏi của mình nó sẽ vàng đều lên. Mình phi đến khi nào mà nó hơi vàng lên rất là thơm rồi thì mình sẽ cho núm rơm vào. Mình xào núm rơm trước nha quý vị. Trước khi nấu lẩu thì núm rơm mình nên xào sơ qua, gần hồi mình nấu nó sẽ đậm đà hơn và ngon hơn. Rồi mình chờ, mình cho núm rơm vào rồi mình đảo đều lên. Chút xíu thì mình sẽ cho các gia vị vào luôn nha quý vị. Mình xào sơ qua để cho các gia vị nó sẽ thấm vào trong núm rơm, rồi hồi mình nấu lẩu thì nó sẽ rất là đậm đà luôn. Và bây giờ mình sẽ cho 1/3 muỗng cà phê muối bọt vào, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê bột niêm và khoảng nửa muỗng cà phê đường cát. Và nước mắm thì mình cho cũng một ít thôi, khoảng một muỗng cà phê nước mắm. Rồi sau đó mình đảo đều lên, mình xào khoảng 4-5 phút là được rồi nha quý vị. Núm rơm nó rất là săn lại là được rồi. Mình xào sơ qua rồi mình nấu lẩu á quý vị, thì núm rơm nó sẽ ngọt ngon và đậm đà hơn. Và sau một hồi cũng 4-5 phút rồi, mình bắt cái chảo núm rơm xuống, mình bắt cái chảo khác lên. Rồi tương tự mình cũng cho dầu ăn vào. Mình cho ít dầu hơn nha quý vị, dầu nhiều quá nó dễ bị ngán lắm. Khi mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho cái phần tỏi băm hồi nãy còn lại đó quý vị, mình cho hết vào luôn để mình phi. Và mình cũng phi cho nó vừa vàng thôi nha quý vị. Và trong lúc phi mình cũng đảo đều lên. Và sau một hồi phi đó quý vị, thì mình sẽ cho cái phần xả cây hồi nãy mình đã sắc nhỏ ra đó, mình cho hết vào luôn rồi mình phi. Mình phi thêm khoảng một phút thôi, rồi mình sẽ cho cái phần ớt vào luôn, mình phi chung. Tổng cái thời gian mà mình phi tỏi, xả cây với ớt thì cũng khoảng tầm 3 phút nha quý vị. Bây giờ nó rất là vàng, rất là thơm rồi thì mình sẽ cho nguyên bọc nước dừa vào luôn. Nước dừa tươi mình lấy nước cũng khoảng hơn 1 lít nước đó quý vị. Hôm nay mình nấu nước dừa không nha quý vị, không có pha nước lạnh vào. Và sau một hồi nấu nó rất là sôi rồi, bây giờ mình cho me vào để mình lấy cái phần nước của me thôi, mình dầm ra. Chủ yếu mình lấy cái vị chua của me là được rồi. Mình nấu chua thì có thể mình nấu me, nó sẽ rất là ngon nha quý vị. Ngoài me thì có thể mình nấu chanh hay là mình nấu cơm mẻ cũng rất là ngon. Và mình dầm cho mạnh tay lên nha quý vị, cho đều lên. Chủ yếu mình lấy cái phần nước thôi. Đó, và sau một hồi mình đã dầm hết cái phần me ra rồi, mình lấy cái phần nước chua của me đó quý vị. Rồi tiếp tục mình nấu, rồi mình cho các gia vị vào. Thì mình cho cũng khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, khoảng một muỗng canh đường cát. Chủ yếu mình nêm bột ngọt với đường cát là được rồi nha quý vị, với thêm một ít nước mắm nữa, cũng khoảng một muỗng canh nước mắm, muỗng lưng thôi. Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị nó tan hết trong cái phần chảo nước lẩu của mình luôn. Và sau một hồi nấu rất là sôi nè quý vị, thì mình sẽ cho núm rơm vào. Núm rơm nãy mình xào sơ qua đó nhưng mà chưa có chín nha quý vị. Và bây giờ mình cho vào trong cái chảo lẩu mình nấu tiếp. Mình nấu thêm khoảng 3 phút nữa là được rồi, là núm rơm nó sẽ chín. Núm rơm mà vừa chín tới thì mình sẽ cho cái phần thịt bò vào. Trong lúc mà mình nấu thì mình cũng đảo đều lên nha quý vị, để cho núm rơm của mình nó sẽ chín đều hơn.
Đó, và sau một hồi cũng khoảng 3 phút rồi đó quý vị, nấm rơm mà cũng đã vừa chín tới rồi thì mình sẽ cho cái phần nguyên dĩa nạm bò vào luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Nếu mà mình nhắc xuống cái bếp lẩu điện thì có thể mình cho thịt bò từ từ vào cũng được, hoặc nấm rơm từ từ vào cũng được nha quý vị. Tại mình nấu để review cho bà con cô bác xem, cho nên mình sẽ để cùng một lúc vào luôn để cho nó hấp dẫn hơn và nó thu hút hơn. Và sau một hồi đó quý vị, nạm bò mình để vào mình nấu khoảng 2 phút thôi, 2-3 phút thôi là nó sẽ chín rồi. Và nãy giờ mình nấu thêm khoảng 2 phút là nó cũng đã chín rồi đó quý vị. Vừa chín tới là được rồi. Và bây giờ mình cho ớt sắt vào, các cọng ngò gí nè quý vị, mình cho vào lên trên, chủ yếu mình trang trí cho nó đẹp mắt hơn nha quý vị. Mình nhìn thu hút thì cái chảo lẩu nấm rơm thịt bò nấu chua cay của mình nó sẽ thu hút hơn và ngon hơn. Và bây giờ mình tắt lửa luôn, coi như lẩu nấm rơm thịt bò nấu chua cay của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. Quá hấp dẫn luôn, quá ngon luôn. Một món lẩu nấm rơm thịt bò nấu chua cay rất là thơm ngon, rất là đậm đà và rất là được ưa chuộng luôn, ăn hoài không ngán luôn đó quý vị. Và bây giờ mình sẽ nhắc xuống bếp điện để mình chuẩn bị dùng trong bữa tiệc ở gia đình mình. Và món lẩu nấm rơm thịt bò nấu chua cay của mình cũng đã chín rồi nào quý vị. Thịt bò thì nó ngọt, trong thịt bò nó có mỡ mỡ, ăn rất là béo và rất là bổ dưỡng luôn. Nấm rơm thì giòn ngọt, rồi thêm vị chua của me, cay của ớt, cay của sa tế và một số gia vị nguyên liệu khác. Rau ăn kèm thì có rau muống, cải xanh. Và mình chấm với nước mắm, trong mình cho ớt sắt vào. Rồi món lẩu nấm rơm thịt bò nấu chua cay của mình cũng đã chín rồi và cũng đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi kênh Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu bò nấu chua cay, một món lẩu rất là ngon và rất là dễ làm. Thịt bò thì rất là bổ dưỡng, còn vị chua của mẻ, cay của ớt, cay của tiêu và cay của sa tế kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món lẩu bò nấu chua cay rất là thơm ngon tuyệt vời, nhất là vào những ngày se se lạnh rất là được ưa chuộng và ngon còn gì bằng. Các nguyên liệu và gia vị của mình thì gồm có một dĩa thịt bò. Dĩa thịt bò này khoảng 1 kg. Mình mua nạm thịt nha quý vị, nấu lẩu nó sẽ rất là ngon hơn. Thịt bò rất là tươi. Khi mình mua thịt bò thì mình nhờ người ta sắt sẵn ra luôn nha quý vị, để nữa về mình chỉ nấu thôi. Một trái dừa tươi, mình lấy nước, một chén cơm mẻ, sa tế, ớt, ngò rí, cát tép tỏi, 2 củ cải trắng, khoảng 1 muỗng canh tiêu đen. Rau để nhúng lẩu thì gồm có rau tây tượng, cải xanh. Gia vị thì có muối, bột ngọt, bột nêm, đường, dầu ăn và nước mắm. Các nguyên liệu và gia vị để nấu món lẩu bò nấu chua cay thì cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Trước tiên thì cái phần tiêu đen mình sẽ cho vào trong cái cối, sau đó mình băm cho nó dập dập là được rồi nha quý vị, cũng không cần phải quá nhuyễn. Khoảng 1 muỗng canh tiêu đen đó, xong rồi mình băm nè quý vị. Cát tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập,
Rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn nha quý vị. Hôm nay mình cũng sử dụng rất là nhiều tép tỏi, có tỏi nhiều làm cho món lẩu bò nấu chua cay của mình thêm phần thơm ngon và hấp dẫn. Củ cải trắng thì mình cũng sắc khúc khúc ra luôn, khoảng 4-5 phân. Các khúc nào bự thì mình sẽ chẻ ra làm hai nha quý vị. Còn cái nào nhỏ nhỏ thì mình để nguyên luôn. Hôm nay mình sử dụng hai củ cải trắng. Ớt thì mình cũng băm nhuyễn nhuyễn ra luôn. Một phần thì mình để phi, một phần thì mình sẽ ướp vào trong dĩa thịt bò, và một phần thì mình sẽ cho vào trong cái nước chấm. Và cái khâu cũng rất là quan trọng. Bây giờ mình ướp các gia vị vào trong dĩa thịt bò thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, khoảng nửa muỗng cà phê bột nêm, khoảng một muỗng cà phê đường cát, và tỏi á quý vị, thì mình cho một ít vào thôi, khoảng phần nửa, còn phần nửa còn lại để nửa mình phi. Và ớt hồi nãy mình đã sắc nhỏ ra đó quý vị, sắc nhuyễn ra đó, thì mình cho một ít vào luôn. Hôm nay mình nấu cũng rất là siêu cay nha quý vị. Và nước mắm thì mình cho khoảng hơn 2 muỗng canh nước mắm. Các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình mà mình ướp sao cho nó vừa ăn nha quý vị. Và sả tế thì mình cho cũng hơn 2 muỗng canh sả tế. Khoảng 2 muỗng rưỡi canh sả tế quý vị. Và cái phần tiêu hồi nãy mình băm ra nhuyễn đó quý vị, thì mình cho cũng khoảng nửa muỗng cà phê tiêu. Sau khi mà đã cho các gia vị vào trong dĩa thịt bò rồi thì mình sẽ đảo đều lên. Rồi sau đó mình để khoảng 20 đến 30 phút nha quý vị, trước khi mình nấu lẩu chua cay. Tại vì mình để càng hơi lâu thì các gia vị nó sẽ càng thấm sâu vào các miếng thịt bò, rồi sau đó mình nấu nó sẽ rất là đậm đà và rất là ngon. Mình nấu lẩu thì mình nên mua nạm thịt nha quý vị, hoặc là nạm mỡ cũng được, cũng rất là ngon. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi hồi nãy mình đã băm nhuyễn đó quý vị, mình cho hết vào luôn để mình phi cái phần tỏi còn lại nè. Trong lúc mình phi thì mình đảo đều lên nha quý vị, để cho tỏi nó sẽ vàng đều lên. Và mình sẽ cho ớt vào mình phi luôn, mình cho phần nửa thôi, còn phần còn lại thì nữa mình cho vào trong nước chấm. Đó, sau một hồi phi thì tỏi ớt cũng đã vàng óng ánh rồi, rất là thơm rồi. Thì mình sẽ cho nước dừa vào. Hôm nay mình nấu nước dừa không à nghe quý vị, nó sẽ ngọt ngon. Bọc nước dừa này thì khoảng 1,5 lít quý vị, khoảng hơn trái dừa tươi nha quý vị. Và mình cho khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, khoảng nửa muỗng cà phê bột nêm. Và cái phần tiêu hồi nãy mình băm nhuyễn á quý vị, phần còn lại nè mình cho hết vào luôn. Nấu chua cay thì phải rất là chua nè, rồi phải rất là cay nữa nó mới ngon nha quý vị. Khi mà mình cho tiêu vào rồi thì mình sẽ đảo đều lên để cho cái phần tiêu nó sẽ chìm xuống hết trong cái phần nước lẩu luôn. Và sau một hồi nấu rất là sôi rồi thì mình sẽ cho cái phần cơm mẻ vào. Mình cho khoảng một chén lưng cơm mẻ nha quý vị.
Hôm nay mình nấu nó cũng rất là chua và cũng rất là cay luôn. Khi mà đã cho cơm mẻ vào rồi thì mình sẽ lấy cái muỗng mình đảo đều cái phần cơm mẻ luôn và đè đè xuống cái vợt luôn để cho cái phần nước của cơm mẻ nó sẽ ra hết luôn nha quý vị. Chủ yếu là mình lấy cái phần nước của cơm mẻ thôi cho nó thật là chua và thật là ngon. Đó, sau một hồi thì mình đã lấy cái phần nước của cơm mẻ ra rồi, thì mình sẽ bỏ đi cái phần cơm mẻ nha quý vị. Và mình nấu rất là sôi rồi, bây giờ mình cho củ cải trắng vào luôn. Và bây giờ mình sẽ tắt lửa. Mình nấu khoảng 2 phút rồi khi mà mình cho củ cải trắng vào đó quý vị. Và bây giờ mình sẽ múc hết ra cái chảo lẩu luôn để mình bắt xuống bếp điện nha quý vị. Và món lẩu bò nấu chua cay của mình sẽ chấm với nước mắm trong, rồi sau đó mình sẽ cho ớt sắt vào. Nước chấm món lẩu bò nấu chua cay cũng rất là đơn giản nha quý vị. Và mình sẽ cho thịt bò vào trong cái chảo lẩu của mình luôn. Mình cho khoảng 1 phần 3 thôi. Mình ăn tới đâu thì mình cho vào tới đó nha quý vị. Mình ăn nóng gì nó sẽ rất là ngon. Nạm thịt thì nó cũng mau chín. Mình cho vào khoảng 1 phút, 2 phút là thịt nạm bò nó sẽ chín rồi. Và cái phần rau thì mình cũng ăn tới đâu, mình sẽ cho rau vào trong cái chảo lẩu tới đó thì nó sẽ ngon hơn, ăn nóng nóng nó rất là ngon đó. Và bây giờ mình quay cận lên nè, chảo lẩu bò nấu chua cay đã chín rồi và đã thành phẩm rồi đó quý vị, rất là thơm, rất là ngon luôn. Vào những ngày trời lạnh lạnh nè, hay những ngày trời mưa rơi rơi, có được cái lẩu chảo bò nấu chua cay thì ngon khỏi phải nói, còn gì bằng luôn. Mình chấm với nước mắm trong và cái phần bò còn lại thì mình ăn tới đâu thì mình cho vào tới đó nha quý vị. Và các nguyên liệu để nhúng món lẩu nè quý vị, gồm có cải xanh và rau tây tượng, và đã chín rồi đó quý vị và đã thành phẩm rồi. Một món lẩu bò nấu chua cay rất là dễ làm và rất là được ưa chuộng luôn và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi, cái món ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu bò nấu tiêu xanh, một món ăn ngon rất là dễ làm. Thịt bò thì rất là giàu chất dinh dưỡng, còn tiêu xanh có cái vị hương thơm cay nồng rất là đặc trưng, hòa quyện cùng vị ngọt của nước dừa, các gia vị và một số nguyên liệu khác tạo nên món lẩu bò nấu tiêu xanh rất là thơm ngon tuyệt vời. Món này rất là được ưa chuộng, nhất là vào những ngày trời se se lạnh, có lẩu bò nấu tiêu xanh thì còn gì bằng. Và đây là dĩa sườn bò. Hôm nay mình sử dụng sườn bò nha quý vị. Dĩa sườn bò này khoảng 1,2 kg. Mình đã chặt ra sẵn luôn. Sườn bò rất là nhiều thịt, rất là tươi và rất là ngon. Sườn bò thì mình nên rửa qua muối với rừng hoặc là rượu trắng cũng được nữa nha quý vị. Các nguyên liệu khác thì gồm có một trái dừa tươi, một củ cải đỏ, một củ cải trắng, hai củ khoai tây, một củ hành, tiêu xanh, ớt, hành tím, tỏi, tiêu đen. Gia vị thì có muối, bột ngọt, bột nêm, đường, nước mắm và dầu ăn. Các nguyên liệu để nấu món lẩu bò nấu tiêu xanh cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nha quý vị.
Trước tiên thì các hạt tiêu xanh mình sẽ cho nó vào chung với tiêu đen. Khoảng một muỗng canh tiêu đen và một muỗng canh tiêu xanh. Nấu tiêu là phải có rất là nhiều tiêu nha quý vị và rất là cay nó mới ngon. Và sau một hồi thì mình đã rỡ ra xong rồi nè quý vị, và bây giờ mình sẽ cho lên chảo để mình rang sơ qua. Tiêu đen với tiêu xanh mình rang sơ qua rồi hồi mình bỏ vào trong cái cối, mình băm cho nó dập dập ra nha quý vị, không cần nhuyễn lắm. Mình rang sơ qua rồi mình nấu nó sẽ rất là thơm và ngon. Khoảng 2 muỗng canh tiêu là vừa nha quý vị, một muỗng canh tiêu xanh, một muỗng canh tiêu đen. Và sau một hồi mình đã băm nó rất là dập rồi nè quý vị. Và bây giờ mình sẽ ướp các gia vị vào trong dĩa hấp bò luôn. Mình cho khoảng một muỗng cà phê muối bọt vào, khoảng một muỗng cà phê bột ngọt, khoảng hơn một muỗng cà phê bột nêm và đường cát thì mình cho khoảng hơn một muỗng canh đường cát. Và cái phần tiêu hồi nãy mình đã băm dập ra đó quý vị, mình ướp hết vào trong dĩa sườn bò luôn. Khoảng 2 muỗng canh tiêu. Nhà mình ăn rất là cay cho nên mình ướp rất là nhiều tiêu xanh nha quý vị và tiêu đen. Còn nước mắm thì mình cho khoảng 4 muỗng canh nước mắm vào. Từ 3 đến 4 muỗng cũng được nha quý vị. Các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình mà mình ướp sao cho nó vừa ăn hợp với khẩu vị ở nhà mình. Khoảng 4 muỗng canh nước mắm là vừa nghe quý vị, 4 muỗng lưng thôi. Sau khi mà đã cho các gia vị vào trong dĩa sườn bò rồi thì mình sẽ đeo bao tay vào rồi sau đó mình đảo đều lên. Rồi mình để khoảng từ 20 đến 30 phút trước khi mình nấu nha quý vị. Tại vì mình để càng hơi lâu thì các gia vị nó sẽ càng thấm sâu vào trong cái dĩa sườn bò. Rồi sau đó mình nấu nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon. Mình đảo đều tay lên để cho các gia vị nó thấm đều vào trong các miếng sườn bò. Mình nấu lẩu cho nên các miếng sườn mình cũng chặt to to không mà nghe quý vị. Và bây giờ củ cải đỏ thì mình cũng cắt khúc khúc ra khoảng 4-5 phân rồi sau đó mình sẽ chẻ ra làm hai. Hôm nay mình sử dụng một củ cải đỏ và củ cải trắng thì mình cũng cắt khúc khúc tương tự giống như củ cải đỏ rồi sau đó mình cũng chẻ ra làm hai luôn. Mình hôm nay cũng sử dụng một củ cải trắng. Củ khoai tây thì mình sẽ chẻ ra làm hai. Rồi sau đó mình chẻ ra làm hai nữa. Một củ khoai tây thì mình chẻ ra làm bốn nha quý vị. Tương tự thì củ kia mình cũng chẻ như vậy luôn. Củ hành tây thì mình sẽ ra làm hai. Rồi sau đó mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra. Để khi nào mà bò nấu tiêu xanh của mình chín, mình sẽ cho hành tây vào. Củ hành tím thì mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó nhuyễn ra luôn. Để nữa mình phi. Tương tự thì các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn. Nữa mình phi chung với củ hành tím. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào. Khi mà dầu nóng lên thì mình cho tỏi và hành tím vào để mình phi nha quý vị. Mình phi cho nó vừa vàng thôi.
Trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên. Và sau một hồi, tỏi và hành tím nó cũng đã vừa vàng lên rồi nè quý vị. Thì mình sẽ cho nguyên dĩa sườn bò vào. Nãy giờ mình ốp nó cũng đã gần 20 phút rồi đó quý vị. Và các gia vị nó thấm cũng rất là sâu trong các miếng sườn bò rồi. Bây giờ mình cho vào trong chảo, rồi sau đó mình đảo đều các miếng sườn bò lên. Nấu lẩu thì ngoài sườn bò thì mình có thể nấu nạm cũng được, cũng rất là ngon nghe quý vị. Nhưng mà sườn thì là ngon nhất. Và sau một hồi nè quý vị, thịt bò nó cũng đã lên màu rất là đẹp rồi. Và bây giờ mình sẽ đảo đều lên thêm một lần nữa. Rồi mình để khoảng thêm 1-2 phút nữa. Rồi mình sẽ cho nước dừa vào mình nấu tiếp nghe quý vị. Miếng nào mà nó còn hơi đỏ đỏ thì mình lấy đũa mình chở cho nó đều lên. Nó săn lại đều lên. Đó, và sau một hồi thì thịt bò nó lên màu rất là đẹp rồi. Rất là săn lại rồi. Và bây giờ mình cho nước dừa vào. Mình sử dụng một trái dừa tươi nha quý vị, cũng khoảng 1 lít nước. Hôm nay mình nấu nước dừa không à, cho nó ngon, nó ngọt, ngon, không cần phải nước lạnh nha quý vị. Và trong cái thời gian nấu, nó có lên cái phần bọt đó quý vị, mình lấy giá mình vớt bỏ ra hết luôn. Vớt bỏ cái phần bọt luôn, tại vì bọt này ăn không có tốt cho sức khỏe nha quý vị, cho nên mình vớt bỏ hết luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Trong cái thời gian nấu thì mình để lửa vừa vừa thôi nha quý vị, riu riu thôi. Và trong cái thời gian nấu thì mình cũng chở tới chở lui để cho thịt bò của mình nó sẽ chín đều hơn và nó ngấm các gia vị đều hơn. Nó chín từ từ, nó ngấm gia vị từ từ. Thì đến khi bò nấu tiêu của mình chín nó sẽ rất là đậm đà và rất là ngon luôn đó quý vị. Rồi tiếp tục mình nấu nha quý vị. Và sau một hồi mình đổ nước dừa vào mình nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Rồi mình sẽ cho tiêu xanh vào. Rồi tiếp tục mình nấu. Và sau một hồi thì mình sẽ cho khoai tây vào luôn. Rồi mình nấu thêm khoảng 2-3 phút nữa. Rồi mình sẽ cho củ cây đỏ, củ cây trắng vào luôn. Cái nào lâu chín thì mình sẽ cho vào trước nha quý vị. Và sau một hồi khoảng 2-3 phút rồi, bây giờ mình cho củ cây đỏ, củ cây trắng vào luôn. Rồi tiếp tục mình nấu. Mình nấu thêm cũng khoảng 3 phút nữa là được rồi. Bò nấu tiêu xanh của mình cũng đã gần chín rồi đó quý vị. Mình nấu tiêu cho nên món lẩu bò nấu tiêu xanh của mình hôm nay mình nấu rất là cay nha quý vị. Đó, và sau một hồi gần 3 phút rồi, thịt bò nấu tiêu xanh của mình cũng đã ăn chín rồi. Thì mình sẽ cho củ hành tây vào. Củ hành tây thì nó cũng rất là mau chín thôi, cho nên mình cho vào mình nấu thêm khoảng 1 phút nữa là được rồi. Rồi sau đó mình sẽ cho các tiêu xanh còn lại. Mình cho lên lớp trên, chủ yếu mình phần này mình trang trí lại cho nó đẹp thôi. Đó, quý vị thấy rất là hấp dẫn luôn. Một món lẩu bò nấu tiêu xanh. Thơm ngon tuyệt vời. Và tiêu xanh mình đã cho vào rồi thì mình sẽ tắt lửa nghe quý vị. Chuẩn bị mình nhắc xuống cái lẩu điện để mình dùng trong bữa ăn ở gia đình mình. Và bây giờ mình sẽ quay cận rồi nè quý vị. Nguyên chảo lẩu bò nấu tiêu xanh. Một món lẩu bò rất là ngon và rất là dễ làm. Cách làm thì cũng rất là đơn giản. Và thịt bò ăn thì khỏi phải nói rất là bổ dưỡng luôn. Còn tiêu xanh có cái vị hương thơm cay nồng rất là đặc trưng. Rồi kết hợp thêm một số gia vị
hòa quyện cùng nước dừa nữa nè, rồi các nguyên liệu khác nữa, tạo nên món lẩu bò nấu tiêu xanh thơm ngon tuyệt vời. Món này vào những ngày trời se se lạnh, có món lẩu bò nấu tiêu xanh thì khỏi phải nói, ngon ai cũng khen. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi, kênh Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Món Ngon Dễ Làm, mình là Hữu Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách nấu lẩu lòng bò hầm sả, một món lẩu rất là ngon và rất là dễ làm. Vào những ngày trời se se lạnh, những ngày trời giá rét mà có món lẩu lòng bò hầm sả thì khỏi phải nói, rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn. Có vị dai dai, giòn giòn, mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt nữa. Món này để lai rai thì khỏi phải nói, còn gì bằng. Và đây là tô lòng bò của mình nè quý vị. Tô lòng bò này thì khoảng nửa ký gram. Khi mà mình mua thì lòng bò đã luộc chín rồi nha quý vị. Về mình chỉ ướp các gia vị rồi mình sẽ nấu với lẩu thôi. Các cây sả thì mình đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cắt khúc nhỏ nhỏ ra luôn, khoảng 3-4 phân. Để nữa mình ướp vào trong tô lòng bò của mình. Và một phần thì để nữa mình phi nha quý vị. Và cái khúc gần lá quý vị thì mình để nguyên vậy luôn nha quý vị. Rồi sau đó mình cuột lại, nữa mình bỏ vào trong chảo lẩu mình nấu luôn. Và cái khúc sả nè quý vị, mình sẽ cho ra cái dĩa sẵn nha quý vị. Củ cải trắng thì mình cũng sắc khúc khúc ra luôn, cũng khoảng 3-4 phân nha quý vị. Rồi các khúc củ cải trắng thì mình sẽ chẻ ra làm hai. Mình sắc sao cho nó vừa ăn nha quý vị. Hôm nay mình sử dụng hai củ cải trắng. Rồi mình cũng cho ra cái dĩa sẵn luôn, để nữa mình cho vào trong nồi lẩu. Rồi mình bắt cái nồi nước lên, mình cho khoảng nửa muỗng canh muối vào trong cái nồi nước, rồi mình đảo đều lên. Rồi sau đó mình sẽ cho khoảng một chén đậu phộng vào nha quý vị, để mình luộc sơ qua. Mình luộc cũng khoảng nửa tiếng đó quý vị, để cho đậu phộng của mình nó vừa chín tới là được rồi nha quý vị. Và mình cho cũng khoảng nửa muỗng cà phê muối bọt vào trong tô lòng bò, khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, khoảng nửa muỗng cà phê bột nêm, khoảng một muỗng canh đường cát, nước mắm thì mình cho cũng khoảng 2 muỗng canh nước mắm vào nghe quý vị. Và tiêu xay thì mình cho cũng khoảng nửa muỗng cà phê tiêu xay vào luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Tí xíu thì mình sẽ cho các cây sả vào nha quý vị. Và bây giờ mình cho vào luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho sả và các gia vị nó sẽ hòa lẫn vào nhau với các lòng bò. Rồi mình để khoảng 30 phút trước khi mình nấu nha quý vị, để cho các gia vị nó thấm càng sâu vào các miếng lòng bò, rồi sau đó mình nấu nó sẽ đậm đà hơn và thơm ngon hơn. Hành tím thì mình đè cho nó dập dập nha quý vị, để nữa mình phi. Tương tự thì các thép tỏi mình cũng đè cho nó dập dập luôn, để nữa mình phi chung với hành tím luôn và sả cây. Đó, mình cho ra cái dĩa sẵn luôn.
ớt thì mình cũng băm nhỏ nhỏ ra luôn nha quý vị. Để nữa mình phi và một phần thì mình sẽ cho vào trong nước chấm nha quý vị. Đó, mình cho ra cái dĩa sẵn luôn. Và cái phần ớt sừng trâu trái rất lớn đó quý vị. Thì mình cắt xéo xéo ra để nữa mình trang trí cho cái nồi lẩu của mình nó thêm đẹp hấp dẫn. Và sau thời gian nãy giờ gần 30 phút rồi đó quý vị, đậu phộng luộc của mình nó cũng vừa chín tới rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra hết luôn nha quý vị. Mình luộc trước như vậy đó quý vị. Để nữa mình nấu lẩu thì mình cho đậu phộng vô thì cái màu nước lẩu của mình nó sẽ không có bị đục nha quý vị. Đó, nguyên dĩa đậu phộng luôn. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào. Hôm nay mình nấu lẩu trong cái chảo này luôn nha quý vị. Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho tỏi vào để mình phi. Trong lúc mình phi thì mình đảo đều lên luôn nha quý vị. Và sau một hồi phi rồi thì mình sẽ cho sả cây vào để mình phi chung luôn. Rồi mình cho một ít ớt vào luôn nha quý vị. Nấu lẩu mà có cái vị cay cay của ớt góp phần làm cho món lẩu lòng bò của mình thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn nha quý vị. Và bây giờ mình cho lòng bò vào luôn để mình xào sơ qua. Khi mà mình phi các nguyên liệu của mình đã vàng và thơm rồi, mình cho lòng bò vào mình đảo đều lên nha quý vị. Khi nào lòng bò của mình nó rất là săn lại và nó ngấm rất là sâu các gia vị thì mình sẽ cho nước dừa vào. Đó, và sau một hồi lòng bò của mình rất là săn lại đó quý vị. Đó, các miếng lòng bò săn như vậy nè quý vị là được rồi nghe quý vị. Mặt hai bên luôn và cũng ngấm rất là sâu các gia vị luôn. Và mình cho nước dừa vào cũng khoảng hơn 1 lít nước dừa quý vị. Nước dừa tươi nha quý vị. Rồi tiếp tục mình nấu. Và trong cái thời gian nấu quý vị, lâu lâu mình cũng chở tới lui các lòng bò của mình nha quý vị, để cho nó chín đều hơn và nó ngấm các gia vị đều hơn. Và bây giờ mình sẽ cho đậu phộng vào để mình nấu chung luôn. Đậu phộng nhiều thì góp phần làm cho món lẩu của mình ngon hơn nha quý vị, hấp dẫn hơn. Và trong cái thời gian mình nấu á thì mình sẽ làm nước mắm luôn. Thì món lẩu của lòng bò hầm sả của mình sẽ chấm với nước mắm trong, rồi mình cho ớt sắt vào. Nước chấm cũng rất là đơn giản nha quý vị, hoặc là mình chấm với muối ớt cũng được luôn, tùy theo gia đình mình nha quý vị. Và trong lúc mình nấu á quý vị, nó có lên cái phần bọt nè quý vị thì mình lấy giá mình vớt bỏ hết luôn nha quý vị. Những cái phần bọt này ăn không có tốt cho sức khỏe cho nên mình vớt bỏ hết luôn. Và bây giờ mình sẽ cho củ cải trắng vào luôn. Mình cho vào rồi thì mình để cái phần củ cải trắng đó quý vị cho nó ngập ngập xuống cái phần nước lẩu nha quý vị cho nó mau chín hơn. Và cái thời gian mà nấu lẩu á quý vị, từ lúc mà mình phi tỏi cho tới chín thì cũng khoảng hơn 30 phút nha quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần cây sả mà cái phần gần lá đó quý vị, mình cuột lại đó. Mình cho vào mình nấu luôn. Đó, và sau thời gian nấu nãy giờ đó quý vị, lẩu lòng bò hầm sả của mình cũng đã chín rồi thì mình sẽ nêm nếm lại nha quý vị coi vừa ăn chưa. Và bây giờ thì mình sẽ cho rau thơm rồi mà ngò rai và rau ôm vào rồi cho các lát ớt vào lên trên luôn để trang trí cho nó đẹp nha quý vị. Và các cọng ngò gí thì mình cũng cho vài cọng vào luôn. Đó, món lẩu lòng bò hầm sả của mình cũng đã chín rồi nè quý vị, rất là hấp dẫn lắm luôn. Và bây giờ mình bắt xuống bếp ga nha quý vị, rồi mình
ăn từ từ, mình ăn tới đâu thì mình sẽ nhúng rau tới đó để cho nó ngon hơn. Món lẩu lòng bò hầm sả của mình sẽ ăn với bún nè, rồi rau sống mình nhúng vào, rồi mình chấm với nước mắm trong, mình cho tí ớt vào. Món lẩu lòng bò hầm sả, một món lẩu rất là ngon, rất là giàu chất dinh dưỡng và cũng rất là dễ làm cũng rất là nhanh và ăn rất là ngon, nhất là vào những ngày trời se se lạnh nha quý vị. Rồi Hữu Quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Món Ngon Dễ Làm. Mình là Hữu Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu lòng bò nấu tiêu. Một món lẩu rất là ngon và rất là dễ làm. Lòng bò thì rất là giàu chất dinh dưỡng. Còn tiêu đen thì nó có vị cay nồng, rồi kết hợp thêm một số nguyên liệu khác và các gia vị khác, tạo nên món lẩu lòng bò nấu tiêu rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn, và rất là được ưa chuộng lắm luôn. Và đây là nguyên hao lòng bò nè quý vị. Hao lòng bò này thì khoảng hơn 1 kg. Nó có rất là nhiều loại nha quý vị. Thì gồm có phá phổi nè, ruột nè, rồi da nè, rồi gân nè, rồi thân bò nữa. Rất là nhiều nha quý vị. Và nguyên liệu không phải thiếu đó là tiêu đen. Thì mình cho khoảng 3 muỗng canh tiêu đen vào trong cái chén nhỏ nha quý vị. Rồi sau đó mình sẽ rang cái phần tiêu đen. Mình rang sơ qua, rồi hồi mình nấu nó sẽ rất là thơm nha quý vị. Khi mà mình cho vào trong nồi lẩu mình nấu. Đó, mình rang đến khi nào mà nó nổ bụp 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 như vậy là được rồi nha quý vị. Đó, quý vị nghe thấy tiếng nổ rất là lớn luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho tiêu đen vào trong cái cối. Để mình tán hơi nhuyễn ra là được rồi nha quý vị, cho nó dập dập thôi. Một phần thì hơi nhuyễn, một phần thì hơi dập dập là được rồi nha quý vị. Thì mình nấu nó sẽ rất là thơm. Đó, mình đè đè là nó đã dập ra rồi nha quý vị. Đó, và sau một hồi thì tiêu đen của mình nè quý vị, nó cũng hơi nhuyễn nhuyễn như vậy là được rồi nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ cho khoảng 1 muỗng canh tiêu đen vào trong cái hao lòng bò của mình, và một số gia vị mình ớp vào luôn nha quý vị. Thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối, khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt, khoảng 1 muỗng cà phê bột niêm, khoảng 1 muỗng cà phê đường cát. Còn nước mắm thì mình cho khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm. Các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nha quý vị, mà mình ốp sao cho nó vừa ăn hợp với khẩu vị ở nhà mình. Và sả tế thì mình cho khoảng hơn 1 muỗng cà phê sả tế vào luôn. Sả tế thì chủ yếu mình tạo cho cái màu nó đẹp hơn nha quý vị. Sau khi mà đã cho các gia vị vào trong hao lòng bò rồi thì mình sẽ đeo bao tay vào, rồi sau đó mình đảo đều lên. Rồi sau đó mình sẽ để khoảng 20 phút trước khi mình nấu với tiêu nha quý vị. Tại vì mình để càng hơi lâu để cho các gia vị nó sẽ càng thấm sâu vào các miếng lòng bò, rồi sau đó mình nấu nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon lắm luôn. Đó, và sau một hồi mình đã chọn đều rồi đó quý vị. Và khoai tây thì mình cũng chẻ ra làm hai, rồi mình chẻ ra làm hai nữa. Một củ khoai tây thì mình sẽ chẻ ra làm 4. Mình chẻ xuôi hay chẻ ngược cũng tùy theo gia đình mình nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ cho ra dĩa hết luôn. Củ hành tây thì mình cũng chẻ ra làm hai, rồi mình cũng chẻ ra làm hai nữa. Một củ hành tây thì mình chẻ ra làm 4. Rồi sau đó mình sẽ rỡ các miếng củ hành tây ra nha quý vị, để nữa mình nấu cho nó mau chín hơn. Hôm nay mình sử dụng một củ hành tây à, và 2 củ khoai tây. Và bây giờ mình cũng cho ra cái dĩa sẵn luôn nha quý vị. Sau một hồi mình đã gỡ ra xong rồi đó quý vị. Và các tép tỏi thì mình cũng đè cho nó dập dập. Để nữa mình phi nha quý vị. Hôm nay mình sử dụng tỏi cũng rất là nhiều luôn.
Và mình để nguyên tép như vậy luôn nha quý vị. Mình đập dập dập là được rồi, không cần phải băm nhuyễn quá. Rồi mình cho ra dĩa sẵn luôn. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Mình cho nhiều nhiều dầu vào nha quý vị. Khi mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho khoai tây vào để mình áp chảo nha quý vị. Khoai tây mà mình áp chảo rồi hồi mình nấu thì nó sẽ không có bị vỡ nha quý vị. Khi mà mình nấu chín quá. Trong lúc mình áp chảo á, thì mình cũng đảo tới đảo lui nha quý vị. Cho khoai tây của mình nó vừa vàng như vậy nè quý vị. Đều hết các mặt luôn. Rồi mình sẽ gấp hết ra dĩa luôn nha quý vị. Mình áp chảo thì tầm cũng khoảng 5-6 phút. Và sau một hồi mình đã gấp hết ra dĩa rồi nè quý vị. Và bây giờ mình bắt cái chảo khác lên, mình cũng cho dầu ăn vào. Hôm nay mình nấu tiêu trong cái chảo này luôn nha quý vị, với lòng bò. Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho tỏi vào để mình phi. Và sau một hồi phi đó quý vị, tỏi nó cũng đã vừa vàng óng ánh, rất là thơm rồi. Thì mình sẽ cho nguyên hao lòng bò vào, nãy mình đã ướp các gia vị đó quý vị. Rồi sau đó mình đảo đều lên nha quý vị. Để cho lòng bò của mình nó sẽ thấm rất là sâu các gia vị. Rồi hồi mình sẽ cho nước dừa và nước lọc vào. Đó, và sau một hồi mình đảo đều đó quý vị. Thì lòng bò mình nó cũng đã thấm rất là sâu các gia vị rồi. Đó, mình để lửa lớn lớn nha quý vị. Để khi mà mình xào các lòng bò quý vị nó không có còn nước nữa nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ cho nước dừa vào, cũng khoảng hơn 1 lít nước dừa quý vị. Mình cho hết vào luôn. Rồi sau đó mình sẽ cho thêm khoảng 1 ly nước lọc nữa. Tổng cộng cái lượng nước dừa và nước lọc thì cũng khoảng hơn 1,5 lít nha quý vị. Rồi sau đó mình cũng đảo đều lên luôn để cho lòng bò của mình nó sẽ chín đều hơn và nó ngấm các gia vị đều hơn. Và sau một hồi nấu á quý vị thì lòng bò của mình nó lên bọt cũng rất là nhiều, cho nên mình lấy cái giá mình vớt bỏ cái phần bọt này hết luôn nha quý vị. Tại vì cái phần bọt này khi mà mình nấu lên đó quý vị, mình ăn không có tốt cho sức khỏe, cho nên mình lấy vá mình vớt ra bỏ hết luôn. Và sau một hồi nấu á quý vị, cũng khoảng 20 phút rồi, thì mình sẽ cho khoảng 1 muỗng canh tiêu đen vào. Rồi tiếp tục mình đảo đều lên, rồi tiếp tục mình nấu nha quý vị. Trong lúc mà mình nấu á quý vị, thì lâu lâu mình cũng chở tới chở lui các lòng bò của mình nha quý vị, để cho nó chín đều hơn. Và sau thời gian nãy giờ nấu thì lòng bò cũng đã gần mềm rồi đó quý vị. Thì mình sẽ cho pate rang vào. Nấu tiêu là phải có pate rang nha quý vị. Hôm nay mình sử dụng pate rang heo. Đó, mình cho hết nguyên hộp vào luôn. Pate rang này thì ở các siêu thị nè và ở các chợ bán rất là nhiều luôn nha quý vị. Khi mình cho pate rang vào rồi thì mình cũng đảo đều lên để cho pate rang của mình nó sẽ tan ra hết trong cái nồi lẩu lòng bò nấu tiêu của mình luôn nha quý vị. Các món nấu tiêu là phải có pate rang nha quý vị, nó mới ngon. Pate rang thì có thể mình mua trong hộp sẵn luôn hoặc là ở nhà mình tự làm cũng được nữa nha quý vị. Mình làm bằng gan heo hay là làm bằng gan gà, gan vịt cũng được. Và sau một hồi nấu thì lòng bò nấu tiêu của mình cũng đã gần chín rồi, thì mình sẽ cho khoai tây vào. Khoai tây thì nãy giờ mình chiên thì nó cũng đã gần chín nha quý vị. Cho nên mình cho vào lẩu thì mình nấu thêm cũng khoảng 4-5 phút nữa thôi. Cho khoai tây của mình nó vừa chín tới là nó sẽ rất là ngon nha quý vị. Nó không có chín quá thì nó sẽ dễ bị nát, nó sẽ không ngon. Và bây giờ thì mình sẽ nêm nếm lại nha quý vị. Và cũng vừa ăn rồi thì mình sẽ cho củ hành tây vào luôn. Rồi mình nấu thêm khoảng 1 phút nữa là được rồi. Thì mình nhắc xuống bếp ga để mình dùng.
Củ hành tây thì nó rất là mau chín nha quý vị, mình cho vào khoảng 1 phút là được rồi. Khi mình cho củ hành tây vào rồi thì mình đè đè cho củ hành tây nó nằm ở dưới phần nước lẩu nha quý vị, để cho nó mau chín hơn. Và khi lòng bò nấu tiêu của mình chín rồi thì mình sẽ rưới lên trên một vài hạt tiêu đen nha quý vị và các trái ớt. Và bây giờ mình tắt lửa luôn. Và mình quay cận lên nè quý vị. Nguyên chảo lẩu lòng bò nấu tiêu đen cũng đã chín rồi. Một món lẩu rất là ngon và rất là dễ làm. Lòng bò thì rất là bổ dưỡng, còn tiêu đen thì có vị cay nồng rất là đặc trưng, rồi kết hợp thêm số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món lẩu lòng bò nấu tiêu đen rất là thơm ngon tuyệt vời. Và mình nhúng với rau nữa nha quý vị, là rất ngon luôn và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi Hữu Quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.